mới. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn Latte DJ Royal Sky 01 Pro. Đây là một mẫu đèn quét ti chiếu hình 7 màu. Nó có thể chiếu ra những cái luồng tia 3D rất là ảo, phù hợp với mọi người mua trang trí trong phòng bay, phòng karaoke hoặc là cho những cái sân khấu ca nhạc lưu động. Mẫu đèn này nó có chế độ cảm ứng neon nhạc, chạy auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMX. Đèn sử dụng tốt cho không gian từ 20 cho đến 60 mét vuông. Hiện tại mình đang quay giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc đó là dòng loa Boa L1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.